第367天 Ngày 367. Ngày trước cũng là việc của 7-8 năm trước rồi, có được hay không? Đây là một cách biểu đạt rất thường gặp trong tiếng Trung. 以前也是七八年前的事了，好吗？ Yǐ，钱， 也是七八年前的事了，好吗？ 以前也是七八年前的事了，好吗？ 以前也是七八年前的事了，好吗？ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi về phía trước đại khái khoảng 200 mét. 往前走大概200米. Chất liệu vải sờ lên. 面料摸起来. Dẫn mẹ đến tự chọn. 带她来自己选. Chất liệu vải rất mềm mại. 面料很柔软. Chuyên tâm chọn, chú tâm chọn. 专心挑, 专心挑. 2 triệu nguyên văn là 200 vạn. 200万, 200万. Tổng công ty phái đến, tổng công ty cử đến. Tổng công sư phải lái. Xiên thì dê nướng. Khảo yáng rầu chuẩn. Không gấp, không vội. Bù chí. Ngồi một lát. Dù ý khuẩy. Nhà đối diện kia. Tuệ miền nể cha. 42.000 đồng. 42.000 đồng. 502.000. 502.000. Lần sau lại đến. 下次再来. Phần của chị. 我的份儿. Còn phàn nàn. 还抱怨. Ngày trước ăn nhiều rồi. 以前吃多了. Việc của 7-8 năm trước. 七八年前的事.